Thủy thì ngoài đàn tranh, ngoài nhạc cổ truyền ra thì cũng không có biết gì thêm hết. Nhưng mà Thủy nghĩ rằng là âm nhạc rất là phong phú và đa dạng. Mình được sống hết mình, được sống hết mình, được đam mê một cách trọn vẹn với cái lĩnh vực mà mình yêu thích, thì chắc chắn là mình sẽ tìm được cái niềm vui cho bản thân và sẽ đem lại niềm vui cho mọi người.